bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Vậy Trời ơi, cưới là ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Ví dụ hỏi cho là hỏi cho có. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm còn gì? Sao không lẽ trả nhẫn lại. Dạ tụi em được bốn bé. Bốn đứa luôn. Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm, em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá, mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á em đâu có biết đâu, với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn, ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cưới ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho có. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm còn gì? Sao không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được bốn bé. Bốn đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. Bốn đứa mà phọt đứa nào cũng không lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi. 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Trời, lần đó em buồn khủng khiếp luôn, mà cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à. Có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ cứ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Rồi thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng làm sau á. Là ra nữa. Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đại học. Còn bây giờ có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc. Nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái xấu ở đó. Mình xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Xấu đói. Không ăn là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh?
Rồi cái anh nói để anh, anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói yên Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi, ai ngờ đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm bữa nay bây mới lòi ra. Rồi đó. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được. Vậy sao giờ Liên Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Ừ, Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu. Vậy thôi đó hả, giữ nguyên giữ vậy nguyên đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Nghe.